Xin chào quý khách hàng. Mấy ngày gần đây là rất là nhiều khách hàng cứ gọi điện thoại cho bên em hỏi rằng là mấy con vang này nè, mấy con vang bên em đang bán nè, thì cái con nào cái đầu ra của nó là ra ba lăng hay còn gọi là ra cân bằng, con nào là ba lăng, con nào là in ba lăng, cũng như là các cái đường micro, ví dụ như là 6 ly 6 ly nè, đó, Canon như vậy nè, thì cái đường nào là đường ba lăng, đường nào là đường 6 ly stereo, còn đường nào là 6 ly mono, và sử dụng cái rắc nào sao cho phù hợp. Thì nhân tiện hôm nay em làm video này, em sẽ làm rõ cho mọi người biết luôn là con nào là cái rắc gì sử dụng nó ra làm sao ha. Thật ra như mọi người theo dõi kênh âm thanh số Trí Tâm của bên em cách đây khoảng 1 năm, thì khi mà em giới thiệu cái con vang E3K8900 á, thì em cũng đã mở tài le tắc lét, em cũng đã đo các cái rắc cho mọi người rồi, đúng không? Nhưng mà hôm nay thì cái chủ đề mà ba lăng với không ba lăng thấy nó cũng đang hot trend, đúng không? Thì hôm nay em sẽ đo từng con cho mọi người xem nha. Bây giờ thì em sẽ cận cảnh lại từng cái, em sẽ đo 6 ly mono, 6 ly stereo, rồi tiếp tục các cái đường out ha mọi người, cho mọi người cùng xem nha. Rồi bây giờ sẽ là cái cổng đường ra, ra chỗ này sẽ là cái kênh bên tay trái hay gọi là kênh left ha mọi người. Thì nó sẽ em sẽ lấy cái đầu neutral nè. Đó, em sẽ cắm vào trong đây. Chân số 1 ha, chân 1 là chân mát ha mọi người ha. Kêu nè thấy không? 1 với 3 nha, 1 với 3. Im ru thấy chưa? 1 với 2. Im ru thấy chưa? Có nghĩa là ba cái chân này không có liên quan gì nhau hai mọi người ha. Rồi ba lăng nha mọi người, xác nhận với mọi người luôn, tất cả các cái cổng out của con BAK45 cộng, đường out của nó sẽ là tín hiệu ba lăng. Đây là xác nhận của bên em cũng như là bên hãng đã có xác nhận qua email về nhà phân phối Hoàng Gia rồi, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha mọi người ha. BAK45 cộng các cái đường out đều là ba lăng, và cũng như là hai đường micro 5 4 ở phía sau đều là loại tín hiệu đầu vào sẽ là ba lăng ha mọi người ha. Có nghĩa là hai đường tín hiệu cộng trừ riêng biệt đó. Còn cái vụ ba lăng với không ba lăng, cái ý nghĩa đó là gì thì em sẽ tách riêng một cái video này để gọi là để chữa cháy, để giải khát cho mọi người biết rằng là cái con vang nào đầu ao là ba lăng, còn con nào đầu ao sẽ là in ba lăng. Tương tự đây là micro đo rồi đúng không? Bây giờ em sẽ quay mặt trước cái con vang này cho mọi người cùng xem nha. Và đây là cổng micro mặt trước của BAK45 cộng. Em sẽ sử dụng cái rắc 6 ly stereo. Đây thì mình sẽ có 3 khắc ha mọi người. Tương tự đầu tiên sẽ là đường tín hiệu cộng nè, tín hiệu trừ nè, và cuối cùng là đường mát ha. Thì nó sẽ như thế nào, em sẽ đo cho mọi người xem. Thì đây là cái mát tín hiệu ha mọi người. Đường bên trong này sẽ là tín hiệu cộng, đây là tín hiệu trừ. Đây mọi người đo ha. Đây nhìn nè ha. Nghe tiếng nha mọi người ha. Rồi chân trừ nè, cộng, im ru thấy không? Tín hiệu trừ cũng im ru luôn. Có nghĩa là con này nó sẽ nhận đầu vào đường micro sẽ là ba lăng ha mọi người ha. Rồi BAK45 cộng là coi như xong ha. Bây giờ em sẽ qua con khác. Và tiếp theo sẽ là em vang S690 Pro của DB Acoustic. Mình sẽ đo micro nha mọi người. À, kêu ha. Rồi, chân mát ha. Tín hiệu ok ha. Đây, mọi người thấy cái chân trừ, tín hiệu trừ nó sẽ link với lại chân mát ha. Có nghĩa đầu vào này sẽ là đầu vào in ba lăng ha mọi người ha. Hay còn gọi là cái chỗ này mình sử dụng 6 ly mono cũng được, 6 ly CT cũng được, thì nó nhận vô sẽ là in ba lăng. Có nghĩa là thằng này nè, rút ra nói cho nó dễ. Có nghĩa là thằng này nó sẽ dính với thằng này. Hình dung không? Thằng này nè, thằng khắc giữa nó sẽ dính với thằng mát. Có nghĩa là mình dùng cái jack 6 ly CT phí của tốn tiền ha mọi người ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đo đầu đầu ao nha mọi người. Nha, nhìn nè. Kêu ha. Trừ ha, số 1 ha. Số 1, số 3. Thấy không? 1 với 3 là nó dính sẵn rồi thấy không? Nè. 1, 3, thấy dính không? 1, 2, im ru ha. Có nghĩa là đầu ra của nó sẽ là in ba lăng. Đó, hình dung của mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tiếp tục các em khác. Tiếp theo sẽ là em vang JBL KX180A nha mọi người. Ok ha, mask nè. Tín hiệu cộng, ok ha. Tín hiệu trừ, liên lại với nhau. Có nghĩa là đầu vào cổng micro sẽ là gì? Sẽ là in ba lăng. Rồi, tương tự đầu ra. Chân số 1 này ha mọi người ha. Số 3 kêu thấy chưa, có nghĩa là 1 với 3 nó dính lại với nhau. Đường số 2, đây là số 2 tách riêng ra, đường số 2 sẽ là đường tín hiệu cộng. Có nghĩa là đầu out của con JBL KX180A này sẽ là in ba lăng, có nghĩa là không cân bằng ha. Rồi, rõ đúng không mọi người? Và tiếp theo sẽ là em S800 Plus nha mọi người. Signal cộng, im ru, signal trừ, à kêu te te đúng không mọi người? Có nghĩa là thằng signal trừ nó cũng dính chung với lại đường mask ha. Thì có nghĩa là thằng đầu vào micro này nè, nó vẫn là in ba lăng. Hình dung mua mọi người. Em đo thử cái lỗ khác xem như nào ha. Đây, mask, signal trừ, như nhau thấy chưa?
Signal cộng imru ha, có nghĩa là chỗ này đường micro sẽ là unbalanced. Tương tự đầu ao em sẽ đo đây, mass số 3. Đây, mass số 3. Dính này thấy chưa? Có nghĩa là đầu ao nó cũng sẽ là unbalanced luôn. Mass tín hiệu cộng. Ok, imru ha. Rồi, hiểu đúng không mọi người? Và cuối cùng sẽ là em vang DBS 900 plus đường micro nha mọi người. Tín hiệu trừ, tín hiệu cộng, tín hiệu trừ, tín hiệu cộng. Imru ha. Có nghĩa là đầu vào micro cho con vang S900 này nó sẽ nhận là 6 ly stereo, hay còn gọi là tín hiệu đầu vào sẽ nhận là tín hiệu ba lăng, hay còn gọi là tín hiệu cân bằng. Và tiếp theo sẽ là đường out. Đây, em sẽ cho mass. Đây, tín hiệu trừ. Mass và trừ nó link lại với nhau rồi. Mass và cộng thì không link lại với nhau. Thì vừa rồi em đã test nhanh cho mọi người xem các cái dòng vang hiện tại đang có bên âm thanh số trí tâm của bên em. Thì con nào là đường out ba lăng, cũng như là đường vào 6 ly stereo hoặc là 6 ly mono thì mọi người cũng đã xem qua thì cũng biết rồi, đúng không mọi người? Thì trước mặt mọi người các cái dòng vang đang có thì chỉ duy nhất một cái em ngồi trên đỉnh này là BAK45 cộng thì xuất các cái đường tín hiệu đầu ra là ba lăng, hay còn gọi là cân bằng, cũng như là nhận các cái đường tín hiệu đầu vào đều là ba lăng luôn. Các cái em còn lại ví dụ như là S690 Pro nè, JBL KX180A nè, S800 Plus nè, S900 nè, thì các cái em này đều xuất tín hiệu đầu ra sẽ là unbalanced. Còn cái việc ý nghĩa của việc balanced và unbalanced thì em sẽ tách riêng ra một cái video khác để nó khỏi kéo dài cái video này, đúng không mọi người? Quý khách hàng xem video thì thấy thích thì cho em một like, có cái góp ý nào thêm hoặc là cần test thêm gì thêm thì cứ thả cho em một cái comment ha mọi người ha. Thực tế em đã kiểm tra, tức là em đã cắm cho cái con này nó làm việc rồi, con BAK45 cộng này nè. Em cắm em xuất ra loa và cũng như là em hàng từng chân thì em đã test rồi, là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, là nhà phân phối Hoàng Gia, người ta đã liên lạc với nhà sản xuất BAK45 cộng. Thì hãng chế tạo, tức là nhà máy sản xuất á, người ta cũng xác nhận là các cái đường ao này nè đều ra là full balanced, hay còn gọi là cân bằng, đúng không mọi người? Thì mình hoàn toàn yên tâm, tin tưởng được ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.